Rồi, bé lên đây con. Đứng trên này. Rồi, con lên đây luôn. Thưa cha, con là Tân Tòng. Tân Tòng, rồi. Nó rửa tội mấy năm rồi? Con rửa tội được 13 năm ạ. Rồi. Dạ, thưa cha là con, lúc đầu con cũng không biết Chúa là ai đâu. Con rửa tội thì con cũng học giáo lý cũng không được, tại vì lúc đấy không có con rồi nên là con cũng học không có được nhiều. Thế là con được ơn Chúa lúc ngay lúc đấy luôn, nhưng con cũng không biết. Cái thời đó con 13 năm trước là con lấy chồng thì được cha giúp đỡ. Rồi con hoàn cảnh của con khó khăn thì được cha ở giáo xứ Đức An ở Gia Lai, cha giúp đỡ, cha đến cha thấy con hoàn cảnh thì cha cũng giúp đỡ tiền bạc rồi mua nhà mua cửa cho con. Nhưng con cũng không biết Chúa thì cha lúc đấy cha hỏi con một câu là con có biết Chúa là ai không, thì con cũng chỉ biết nói là con biết Chúa là tên là Giê-xu thôi, nhưng mà con không biết Chúa là có quyền năng gì cả. Con chỉ biết là Chúa ở nước ngoài thì con cũng nói là nói cũng đúng chứ, Chúa ở nước ngoài đúng không? Chúa nước Israel, Chúa nước ngoài, Chúa nhập thể thì phải có một quê hương đúng, có một dân tộc đúng. Rồi Chúa ở nước ngoài rồi sao nữa con? Dạ thì con cũng lúc đấy là con chỉ nói là Chúa ở nước ngoài với lại Chúa xa như vậy thì con cũng không con cũng không có tin gì cả mà con không biết gì hết á. Thì cuối cùng là đấy là ơn Chúa nhưng con lại không biết. Thế sau năm ngoái đây là khoảng lúc đấy là con không nhớ tháng mấy nhưng mà khoảng tháng 7 hay là tháng 8 gì đấy, con xuống giáo điểm tin mừng vì con cũng nhờ một người bạn mái con đi xuống đây. Thế là lúc đầu thì con cũng đến thì con cầu nguyện với Chúa, con cầu nguyện cái gì là Chúa nhận lời hết. Thì lúc đó là thí dụ lúc đó là con trai của con nó bị bệnh tự kỷ á, mà bị nhẹ thôi, nhưng mà lúc đó là con đến con xin cha xin Chúa là con đi về là con trai của con nó lúc đầu là nó đi học nó không biết bài mà cứ ai mà đụng tới là nó khóc xong rồi là nó không lên lớp, nó đi học nó không biết bài nó không lên được lớp. Nhưng mà rồi đến lúc mà con lên đây thì con cầu nguyện với Chúa xong là con mua sách vở cho nó. Con nói lần này mà con tín thác ở Chúa rồi, mẹ mua sách vở cho con mà con không đi học mà con không biết bài nữa là Chúa phạt. Con nói vậy. Thế là từ ngày đó đến giờ là con đi họp phụ huynh là thầy bảo là em Quốc Khánh là rất tiến bộ. Vì là giờ là đi học là chịu viết bài mà không khóc nhè như trước nữa. Con tên là gì? Khánh. Khánh mấy tuổi? 12 tuổi. 12 tuổi, thưa chị em, một em Khánh 12 tuổi mà bị bệnh tự kỷ mà hôm nay đã được Chúa chữa lành và mẹ rất đây làm chứng. Ai cao hơn ai? Con bao nhiêu ký? Con được 39 ký ạ. Nó được 30 ký. Hai giờ thấy hai mẹ con giống hai chị em không? Người 39, người 30. Rồi con được cái gì nữa? Dạ, con đến đấy con cầu nguyện với Chúa thì lúc đó là chồng con là hai vợ chồng đi làm hay cãi nhau lắm. Cứ không kiểu như là bắt đầu quan điểm mà có một tí là bắt đầu là chưa nói là cãi nhau rồi. Thì con nói con xin khẩn, con xin đi Chúa là thưa Chúa, nếu Chúa thương con, Chúa ban cho con được cái ơn bình an để cho con ấy. Nhưng mà do con hay nóng tính, xong rồi lỗi là lỗi con chứ không phải lỗi chồng con. Nhưng mà khi nào con cũng cứ nghĩ là anh như thế thì nói thế kia, xong rồi cứ nói cái là cãi nhau. Thế là bắt đầu về con về đây con mua cái máy của cha, xong rồi con mới giả hỏa tam tinh, con mới nói ui trời, tại đấy là lỗi của con chứ có đâu phải lỗi chồng con. Mà con nghe máy của cha thì con chỉ khi đó mới con mới biết ơn Chúa là mấy năm nay là con được ơn mà con không biết. Xong rồi con đi làm bây giờ là con cứ con ngày bây giờ là con trồng rau mà con đi làm con cũng cầm máy theo, mà đi ngủ con cũng cầm máy theo.
Rồi là đi chợ rồi con cùng mở nhạc thánh ca ra con nghe, con được ơn, con cảm thấy như con người con, cái tâm hồn của con nó nhẹ nhàng, nó bay bổng mà nó không có âu sầu như đợt trước. Con cứ có cái mặc cảm do cái điều kiện hoàn cảnh của con cái ngày đó nó nghèo, xong rồi kiểu được anh em cũng không quan tâm nên là con cũng cứ hay mặc cảm, nhưng mà bây giờ con không có cái tính đấy nữa. Bây giờ không còn mặc cảm nữa, bây giờ người bay bổng lên. Rồi đây cho tặng cho con cái máy, cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Con trai của con vừa rồi là Tết là cháu được lì xì, cháu bảo là được cái số tiền lì xì này để cho cha làm bác ái giúp đỡ người nghèo. Rồi cảm ơn con. Đây là cái máy 365 bài giảng gửi tặng cho con nha, cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và đây là móc khóa và trần chuối bên tôi tặng cho Khánh, chuối lành cho con. Ngoan quá, một đứa tự kỷ mà lại biết để dành tiền lì xì cho người nghèo. Còn những đứa béo tốt khỏe mạnh thì sao? Rồi con bài đạo lên đây con.